Thân chào các em học sinh khối lớp 7. Ở những tiết trước, cô cùng các em đã tìm hiểu về các môi trường trong đới nóng. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bước vào tiết thực hành nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng, tiết 9, bài 12. Trước khi bước vào bài tập 1, các em hãy nhắc lại đới nóng gồm mấy kiểu môi trường. Các em hãy quan sát vào lược đồ hình 5.1, lược đồ các kiểu môi trường trong đới nóng. Như vậy thì đới nóng có 4 kiểu môi trường, đó là môi trường xích đạo ẩm, môi trường nhiệt đới, môi trường nhiệt đới gió mùa và môi trường hoang mạc. Vậy thì các em hãy nhắc lại đặc điểm của các môi trường trong đới nóng. Đây là bảng đặc điểm các môi trường trong đới nóng, gồm môi trường xích đạo ẩm, môi trường nhiệt đới và môi trường nhiệt đới gió mùa. Môi trường xích đạo ẩm có đặc điểm là nắng nóng và mưa nhiều quanh năm. Môi trường nhiệt đới, nắng nóng và lượng mưa tập trung vào một mùa. Môi trường nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ và lượng mưa thay đổi theo mùa gió và thời tiết diễn biến thất thường. Bài tập 1 có 3 ảnh về các kiểu môi trường đới nóng. Xác định từng ảnh thuộc kiểu môi trường nào. Ảnh A, Sahara. Ảnh B, Công viên quốc gia Serengeti Tanzania. Ảnh C, Bắc Congo. Các em sẽ quan sát các ảnh và mô tả quang cảnh của từng ảnh. Xác định tên của từng môi trường trong ảnh. Các em hãy quan sát vào từng ảnh và mô tả cảnh quan về mặt, về lớp phủ thực vật, cát, đá và cho biết từng ảnh thuộc kiểu môi trường nào. Ảnh A, Sahara. Cồn cát mênh mông, lượn sóng dưới ánh nắng và không có động thực vật. Ảnh B, Công viên quốc gia Serengeti ở Tanzania. Đồng cỏ xen lẫn với cây cao, phía xa có rừng hành lang. Ảnh C, ở Bắc Congo. Quan sát hình thì các em thấy là rừng cây phát triển rậm rạp, nhiều tầng và hồ đầy ắp nước. Như vậy thì quan sát lại ảnh A, các em thấy là trong ảnh không có động thực vật và chỉ có cát. Như vậy thì ảnh A là thuộc kiểu môi trường hoang mạc. Ảnh B, đồng cỏ xen lẫn với cây cao, rừng cây phát triển thưa thớt và phía xa thì có rừng hành lang, là đặc trưng cho kiểu môi trường nhiệt đới. Ảnh C, rừng cây phát triển rậm rạp và có nhiều tầng, hồ thì nhiều nước. Như vậy thì ảnh C là đặc trưng của môi trường xích đạo ẩm. Bài tập 2 và bài tập 3 là hai bài tập được giảm tải. Các em có thể xem thêm hai bài tập này ở trong sách giáo khoa trang 40. Bài tập 4. Quan sát các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa dưới đây để chọn ra một biểu đồ thuộc đới nóng. Cho biết lý do chọn. Các em sẽ quan sát vào 5 biểu đồ A, B, C, D, E và chọn ra một biểu đồ thuộc đới nóng và cho biết lý do vì sao em chọn biểu đồ đó. Cô nhắc lại, ở đới nóng thì nhiệt độ vào mùa đông luôn trên 15 độ C. Cá biệt như là ở miền Bắc nước ta thì vào mùa đông nhiệt độ xuống thấp dưới 15 độ C. Đó là do hoạt động của gió mùa đông bắc mạnh. Vào mùa hè thì nhiệt độ trên 25 độ C. Mưa nhiều và lượng mưa trong năm lớn, mưa tập trung vào mùa hè. Như vậy thì đó là những cái đặc trưng về nhiệt độ và lượng mưa ở đới nóng. Cô cùng các em sẽ đi vào phân tích từng biểu đồ
về đặc điểm nhiệt độ, đặc điểm mưa, và từ đó mình sẽ kết luận biểu đồ đó có phải là thuộc đới nóng hay không. Biểu đồ A, nhiệt độ. Về đặc điểm nhiệt độ thì các em thấy ở biểu đồ A có nhiều tháng nhiệt độ dưới 15 độ C. Về đặc điểm mưa thì mưa chủ yếu là vào mùa hạ và lượng mưa trung bình năm ít. Như vậy thì nhiều tháng nhiệt độ dưới 15 độ C thì mình có thể kết luận là biểu đồ A không phải ở đới nóng. Tiếp theo là ở biểu đồ B. Biểu đồ B thì các em thấy là nóng quanh năm, nhiệt độ trung bình trên 20 độ C, và trong năm thì có 2 lần nhiệt độ tăng cao. Về đặc điểm mưa thì có mưa quanh năm và mưa chủ yếu là nhiều trong mùa hạ. Như vậy thì ở biểu đồ này đáp ứng được yêu cầu về cả nhiệt độ và lượng mưa ở đới nóng. Cho nên biểu đồ B là biểu đồ thuộc đới nóng. Biểu đồ C, về đặc điểm nhiệt độ thì các em thấy là tháng cao nhất nhiệt độ dưới 20 độ C và thấp nhất là nhiệt độ dưới 5 độ C. Về đặc điểm mưa thì mưa quanh năm, mưa nhiều vào mùa đông. Như vậy thì về đặc điểm nhiệt độ là không đáp ứng được yêu cầu ở đới nóng. Như vậy thì biểu đồ C cũng không phải là ở đới nóng. Biểu đồ D, về đặc điểm nhiệt độ thì nhiệt độ có nhiều tháng dưới 0 độ C. Về đặc điểm mưa thì mưa nhiều trong mùa hạ và lượng mưa thì cả năm ít. Như vậy về đặc điểm nhiệt độ thì ở biểu đồ D cũng không phải là đới nóng. Ở biểu đồ E, về đặc điểm nhiệt độ là mùa hạ trên 25 độ C và mùa đông thì dưới 15 độ C. Mưa rất là ít. Trong năm thì lượng mưa dưới 100mm và mưa chủ yếu là về thu đông. Như vậy về cả nhiệt độ và lượng mưa thì đều không phải là đới nóng. Như vậy thì trong năm biểu đồ thì các em thấy được là biểu đồ B là biểu đồ thuộc đới nóng. Vậy thì từ đây các em có thể kết luận được biểu đồ B là biểu đồ thuộc đới nóng, vì nóng quanh năm, nhiệt độ trung bình trên 20 độ C, trong năm có 2 lần nhiệt độ tăng cao, mưa quanh năm và mưa nhiều về mùa hạ. Như vậy thì với những đặc điểm này thì biểu đồ B là biểu đồ thuộc môi trường nhiệt đới gió mùa. Đây sẽ là nội dung ghi bài ở bài tập 1 và bài tập 4 của các em. Các em sẽ ghi nội dung này vào trong vở ghi của mình. Phần dặn dò là các em sẽ ghi bài vào trong vở ghi và xem trước bài 13, môi trường đới ôn hòa.